và cảm ơn quý vị đang dành thời gian cho bản tin kinh tế tài chính. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Nhiều doanh nghiệp nhà nước cổ phần quá chậm lên sàn. Thành quá phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới. Mỹ có khả năng quản tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc. thưa quý vị, nhiều doanh nghiệp nhà nước chậm đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán, làm ảnh hưởng đến tính công khai minh bạch, chậm đổi mới trong công tác quản trị doanh nghiệp, sau cổ phần cần làm rõ và xử phạt. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo của Bộ Tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả tái cơ cấu cổ phần quá của doanh nghiệp nhà nước. Hiện đã có 840 doanh nghiệp nhà nước cổ phần quá đã đăng ký giao dịch niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán. Vẫn còn 755 doanh nghiệp nhà nước cổ phần quá chưa thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết. Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở kết quả kiểm tra làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, việc chậm đăng ký giao dịch có khá nhiều nguyên nhân và các doanh nghiệp sẽ có nhiệm vụ giải trình rõ. Với quá trình cổ hóa thì có những doanh nghiệp chúng ta quy mô rất bé, cổ đông dưới 100 người, rồi là vốn dưới 10 tỷ. Thì theo quy định của luật chứng khoán cũ thì trước đây thì là không đủ điều kiện công ty đại chúng thì không đi công ty đại chúng thì không thể nào đăng ký giao dịch của những mới được thì bây giờ cho phép giải trình nếu như anh này mà đúng thì thôi thì còn là những đồng doanh nghiệp nào mà đủ điều kiện mà trốn tránh thì cũng phải xử lý Ngoài ra, trong quá trình cổ phần quá, 350 doanh nghiệp vẫn có doanh nghiệp thua lỗ, không thể niêm yết được. Những doanh nghiệp này cần được chấn chỉnh. Cổ phần quá xong, bình mới rộ cũ mà vẫn sập xệ thì cần ra soát lại để loại trừ đi. Sau quý 4, nếu các doanh nghiệp không có giải trình, cùng với kết quả thanh tra chứng khoán sẽ tiến hành kiểm tra, ra soát nếu phát hiện sai phạm sẽ xử phạt. Thị trường trái phiếu chính phủ đang đóng vai trò quan trọng trong việc quy động vốn cho ngân sách nhà nước và trong tương lai thị trường này cần tiếp tục phát triển về chất để đóng góp vào việc cơ cấu lại nợ công. Thưa quý vị, đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động và phát triển của thị trường trái phiếu chính phủ diễn ra mới đây. Tính đến hết năm 2018, quy mô của thị trường trái phiếu nói chung và thị trường trái phiếu chính phủ nói riêng so với GDP đã vượt trên mốc 25% GDP, quy động vốn qua trái phiếu chính phủ đạt tới 1,8 triệu tỷ đồng và chiếm 31% tổng vốn đầu tư nhà nước năm 2018. Theo các chuyên gia, các con số trên nói lên vai trò ngày càng lớn của thị trường trái phiếu chính phủ được quy động vốn cho đầu tư phát triển khi một số tổ chức quốc tế hạn chế vốn ưu đãi về lãi suất kỳ hạn cho Việt Nam khi đã trở thành nước có thu nhập trung bình, thì việc huy động vốn qua thị trường tài chính ngày càng trở nên quan trọng hơn. Tôi đánh giá cao sự phát triển của thị trường trái phiếu qua các năm vừa qua và hy vọng rằng thị trường này sẽ thu hút được thêm sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn. Về định hướng phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn sau năm 2020, đại diện Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục đa dạng kỳ hạn, đặc biệt là tập trung thu hút các nhà đầu tư trái phiếu kỳ hạn dài, phục vụ cho mục tiêu tái cơ cấu nợ công. Chúng tôi kéo dài cái kỳ hạn mà phát hành ra để mà giãn cái thời gian trả nợ ra để làm cho cái tính bền vững và an toàn của nợ công. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tập trung vào cái việc mà huy động nguồn nội lực ở trong nước để mà cho cái đầu tư phát triển trong cái bối cảnh là cái vốn ODA và vốn ưu đãi nó giảm. Cũng theo các chuyên gia tại hội nghị, thị trường trái phiếu trong giai đoạn tới cần tiếp tục hướng đến các sản phẩm mới như trái phiếu xanh, phát triển sản phẩm phái sinh và dần dần trở thành tham chiếu để các nhà đầu tư nhìn vào đó đánh giá được sức khỏe của thị trường tài chính Việt Nam. Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 126 ban hành năm 2017 về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và nghị định số 32 ban hành năm 2018 của Chính phủ. Bộ Tài chính cho biết hai nghị định 126 ban hành năm 2017 và nghị định số 32 ban hành năm 2018 về cơ bản đã tháo gỡ kịp thời các dướng mắt khó khăn khi cổ phần quá thái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế tổng công ty nhà nước theo chủ trương của đảng nhà nước, tuy nhiên quá trình triển khai thời gian qua cho thấy chính sách về cổ phần quá thoái vốn vẫn còn tồn tại một số bất cập dướng mắt việc tổ chức triển khai của các doanh nghiệp địa phương chưa thật sự sắc sao quyết liệt dẫn tới quá trình cổ phần quá thái vốn gặp khó khăn và không đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra do vậy việc xây dựng nghị định sửa đổi bổ sung hai nghị định số là rất cần thiết Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng của năm nay ước đạt hơn 437,7 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc 500 tỷ đô la Mỹ trong tháng 12 này được đánh giá là hoàn toàn khả thi. Tính đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã hoàn thành 91,8% so với mục tiêu đề ra từ đầu năm. Hàng hóa Việt Nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và phát triển thêm nhiều thị trường mới, từ việc tận dụng các FTA. Kết quả này được cho là do việc không ngừng cải cách thủ tục hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động. Dự báo năm 2019 này sẽ tiếp tục là năm cả nước xuất siêu với cán cân thương mại cao nhất từ trước đến nay, đạt khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các cơ quan liên quan thực hiện công tác đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2019 và Tết Canh Tý 2020. Để đảm bảo cung cầu bền ổn thị trường thời điểm giáp Tết, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi báo cáo định kỳ báo cáo về nguồn cung mặt hàng thịt lợn gia súc gia cầm, thủy hải sản và các mặt hàng thực phẩm chế biến. Sở Tài chính báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện công tác quản lý, kiểm tra giá hàng hóa dịch vụ trên địa bàn trong hai đợt, Cục Quản lý thị trường Hà Nội cung cấp thông tin kết quả kiểm tra phòng chống hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, cung cấp thông tin tình hình thị trường các mặt hàng nông sản, thực phẩm và một số mặt hàng phục vụ Tết. Ngoài ra, cục cần gửi báo cáo khi có biến động bất thường để kịp thời phát hiện và xử lý. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành khám xét và phát hiện một lô hàng tổng cộng 25 container gỗ có dấu hiệu trốn thuế tại cảng Cát Lái thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian theo dõi, sàng lọc, cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ xử lý lô hàng trốn thuế trị giá lên đến 11 tỷ đồng. Lô hàng có tổng cộng 25 container được công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sài Gòn Á Châu khai báo cùng lúc trên 14 tờ khai khác nhau tại Hải quan Bình Phước, dưới tên hàng là dán lạng sản xuất từ gỗ cao su để hưởng thuế suất 10%. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra thực tế, toàn bộ số hàng được tập kết tại cảng Cát Lái là gỗ xẻ, thuế suất 25%, trên lệch thuế lên đến 3 tỷ đồng. Vụ việc hiện đang được Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra xử lý. Thưa quý vị, trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể mà nông cốt là hợp tác xã đã thể hiện tốt vai trò của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa. Hiện mô hình kinh tế tập thể tiếp tục được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đúng hướng và hiệu quả. Trước đây, kinh tế gia đình bà Trần Thị Tâm, xã Quảng Long, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Quá gặp khá nhiều khó khăn. Thế nhưng, từ khi vào làm hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, thu nhập của bà tuy không nhiều nhưng đã ổn định hơn. Được 4 năm rồi, nói chung là cái việc đi làm thế này thì anh vẫn hơn vì chờ những cái tuổi là không đi làm chi được chờ thì chờ nói chung là chị em ở nhà người ta làm thì hắn thì thu nhập thì cũng không cao nhưng mà đều Hợp tác xã miếng gạo Thăng Long, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã tham gia trưng bày giới thiệu tại hội chợ và tiếp cận với các siêu thị cửa hàng tiện ích tại các địa phương. Và từ khi hợp tác xã của tôi thì bây giờ đang có cái mô hình đó là sẽ, sẽ một chuỗi sản xuất tập trung nên là tìm các cái đối tác để đưa đầu ra cho cho bà con. Sau thời gian nắm chắc nhu cầu nguyện vọng của hội viên nông dân, hợp tác xã miếng gạo Thăng Long đã chủ động thay đổi về quy mô, đa dạng về hình thức, đồng thời tạo bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới theo đúng mục tiêu định hướng đã đề ra. Hiện trên địa bàn quyền nông cống các hợp tác xã tổ liên kết đều hoạt động hiệu quả, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho hội viên và mang lại lợi nhuận tốt. Đối với các hộ gia đình đấy thì là chủ động xây dựng cái cơ sở vật chất để tạo cái sản phẩm nó ra đạt cái hiệu quả cao hơn và có năng suất cao Thế thì tạo công an việc làm và có cái thu nhập đến nay thì ủy ban huyện đang tiếp tục chỉ đạo hợp tác xã ngoài những cái việc mà dịch vụ thì phải thực hiện là làm sao hỗ trợ được người dân như bà đỡ người dân bà đỡ hỗ trợ người dân về tư về cái phương pháp sản xuất hướng dẫn cho người dân sản xuất. Để phát huy tối đa vai trò của kinh tế tập thể, đồng thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế đang tồn tại của mô hình hợp tác xã, quyển nông cống nói riêng và tỉnh Thanh Quá nói chung đã và đang đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức về quyền lợi nghĩa vụ của mình khi tham gia vào hợp tác xã, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho cán bộ hợp tác xã nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác xã theo hướng bền vững, gắn với nhu cầu sản xuất, làm nền tảng vững chắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Xin được chuyển sang tin kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, trong một tuyên bố mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết các mặt hàng thời trang thể thao, đồ chơi, điện thoại thông minh nằm trong danh sách có thể được quản tăng thuế nhập khẩu sắp tới. Theo dự kiến ngày 15 tháng 12, chính phủ Mỹ sẽ tăng thuế áp lên khối hàng quá trị giá 160 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc nhập khẩu vào nước này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Sandy Perdue cho biết nhiều khả năng đợt tăng thuế này sẽ được quản. Giai đoạn 1 đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang có nhiều tín hiệu tích cực. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow cho biết hai bên đang làm việc không ngừng nghỉ để dàn xếp những bất đồng. Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc cũng mới bày tỏ kỳ vọng dựa trên nền tảng bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, Mỹ và Trung Quốc có thể đạt được một thỏa thuận trong thời gian sớm nhất có thể. Trung Quốc sẽ bắt đầu đấu giá 40.000 tấn thịt heo đông lạnh từ kho thịt dự trữ quốc gia vào ngày 12 tháng 12 nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, đặc biệt trong bối cảnh dịp Tết Nguyên đáng đang tới gần. Trước đó, chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ mở kho thịt đông lạnh dự trữ để đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đáng năm 2020, giai đoạn tiêu thụ thịt cao điểm tại nước này. Số lượng thịt heo được đấu giá lớn hơn nhiều so với 3 lần đấu giá trước đây, với 10.000 tấn thịt mỗi lần trong tháng 9. Kho thịt heo đông lạnh này thuộc Trung tâm Quản lý Dự trữ Hàng của Trung Quốc. Dịch tả heo châu Phi đã làm Trung Quốc thiệt hại khoảng 1 phần 3 tổng số heo ở các trang trại chăn nuôi của nước này, khiến thị trường thịt heo trao đảo. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, giá thịt heo tại nước này đã tăng lên mức kỷ lục, khiến làm phát gần chạm mức cao trong 8 năm, sau khi số lượng đàn heo giảm 41%. Thưa quý vị, năm nay, các ông già Noel có thể không kịp chạy show do nhu cầu thuê của các trung tâm thương mại ở Mỹ tăng mạnh. Giá thuê ông già Noel đã tăng lên 128% trong 4 năm qua. Vào dịp cuối năm, mỗi ông già Noel có thể kiếm được từ 4.000 đến 5.000 đô la Mỹ để xuất hiện tại cửa hàng và trung tâm thương mại trong các ngày lễ. Đây là cách thức để níu chân khách hàng trở lại tham quan các cửa hàng trong bối cảnh các chuỗi trung tâm thương mại truyền thống đang phải cạnh tranh với các trang mua sắm trực tuyến. Nhiều nơi còn đầu tư mạnh để có các gói dịch vụ trọn gói như chụp ảnh, quay video gia đình và tổ chức sự kiện có sự xuất hiện của ông già Noel. Ngoài ra còn có một lượng lớn khách hàng muốn thuê ông già Noel cho các bữa tiệc gia đình với giá thuê khoảng 200 đô la Mỹ một giờ. Giờ rồi là bản tin kinh tế và tài chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.